nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn giọt Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị Tiên Hô sinh ra đời rộn ràng vang tiếng cười, là ngày nở tươi cho muôn người nay một kỷ nguyên mới. Thời đại đã tới Chúa cứu đời lời từ xưa tiên báo, chọn tình tặng trao cho nhân trần muôn hồng ân tuôn trào. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn giọt Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Vị Tiên Hô sinh ra đời như hồng ân Chúa Trời, lòng mẹ nhẹ vơi bao mong chờ giờ thành niềm vui mới. Thời của mẹ cha nay tuy già chẳng còn lo son dối, trở thành dòng dõi những thánh nhân hưởng hồng ân muôn đời. Vị Tiên Hô sinh ra đời nghiêm lễ nơi sứ thần, dù lòng phụ thân mang nghi ngờ giờ thành niềm tin mới. Chẳng còn lặng câm trong âm thầm mở miệng tôn vinh Chúa, một niềm thành kính cho tâm tình phụng thờ trong an bình. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan Tiên Hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn giọt Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa.
Xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ông bạn. Hôm nay giáo xứ chúng con rất là vui mừng, trước hết là tạ ơn Chúa và mừng vị thành hoàng làng Thánh Gioan Baptista đấng bảo trợ cho dân xứ chúng con, và về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con đang qua lời truyền cầu của Thánh Bổn Mạng, có sự hiện diện chân quý của quý cha và quý cộng đoàn. Trước hết là cho phép con được giới thiệu với cả quý cha tới quý cộng đoàn, tại vì đối với quý cộng đoàn thì sự hiện diện của quý cha ở đây cũng rất là vui. Nhiều người cũng biết tới quý cha nhưng nhiều người chưa biết tới, thì con xin phép được giới thiệu với quý cộng đoàn. Trước hết là sự hiện diện chân quý của cha quản hạt Du Xe, người cha rất là quý mến của giáo xứ và rất là vùng Bái Xuyên của chúng ta. Chúng ta đồng một tràng hóa tay để chào đón ngài. Và sự hiện diện ở bên phía tay trái của ngài là cha Cố Doan, cha chính xứ Hòa Khê. Chúng ta cũng đồng một tràng hóa tay để chào đón cha. Tiếp nữa là cha Sứ Phao Lô, chính xứ Hoàng Nguyên, cũng chúng con cũng chào đón ngài bằng một tràng hóa tay. Và một người cha cũng là cha bạn, cha vùng quê của chúng con, ngài cũng ở rất là nơi xa xôi, một cái giáo xứ rất là nhỏ bé. Hôm vừa rồi giáo xứ chúng con cũng nhận được cái lời mời gọi của ngài để giúp ngài trợ giúp bằng cái việc là bán xà phòng cho ngài, cha Du Xe Nam, chính xứ Lỗ Xá. Chúng ta đợi chào mừng ngài. Tiếp nữa bên tay phải của cha quản hạt là cha An Tôn Dũng, chính xứ Cẩm Cơ. Chúng con chào đón ngài bằng một tràng hóa tay. Và cha An Tôn Thông, chính xứ Hà Hồi, cũng rất là thân quen với cả giáo xứ Bái Đô. Một thời ngài cũng đã về giúp giáo xứ Bái Đô. Chúng con chào đón ngài bằng một tràng hóa tay. Và cha Du Xe Giáp, chính xứ Lường Xá, cũng rất là thân quen với cả giáo xứ Bái Đô. Mọi người cũng nhắc tới ngài rất là nhiều. Chúng con chào đón ngài bằng một tràng hóa tay. Và tiếp nữa thì con xin trân trọng giới thiệu với quý cộng đoàn cha Phaolô Kiều, người con của giáo họ Đạo Nguyên, và ngài đang là chính xứ Đạo Truyền. Hôm nay ngài cũng về hiện diện với giáo xứ chúng ta. Chúng ta đổi vòng tràng vó tay. Tiếp nữa Xe, người con bản hương của chúng ta, chúng con chào đón ngài bằng một tràng vó tay. Cha Du Xe Đủ cũng đang là cha phó của giáo xứ Đạo Truyền. Ngài cũng là người con của giáo xứ Cổ Liêu. Ngày hôm nay ngài cũng về hiện diện với giáo xứ chúng ta. Và cha Du Xe Tuấn cũng người con của giáo xứ Cổ Liêu. Hôm nay ngài cũng về hiện diện với giáo xứ chúng ta.
cha Phó Phêrô Hải, đó là Phó Sứ Hoàng Nguyên. Ở bên này thì cha Du Xe Đệ cũng là cha người con của Cổ Liêu, hôm nay ngài cũng về hiện diện với chúng ta. Và cha Du Xe Long cũng là người của giáo xứ Cổ Liêu, hôm nay chúng ta biết được. Cổ Liêu rất đông. Và tiếp nữa là cha Sula Du Xe Long, chính xứ chuyên Mỹ, cũng đổ vào tràng hoa tay để chào đón ngài. Và hai người anh em linh tông của con, cha Du Xe Đua đang giúp chủng viện, cũng như là cha Du Xe Khoa đang phó sứ lãnh trì cũng hiện diện với chúng ta. Chúng ta cả một đoàn. Rồi bên cạnh đó thì cái sự hiện diện chân quý của quý sơ, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ, nhất là chỗ cha Cố Tuyền đang coi sóc, cha giáo xứ Kẻ Bèo. Và hiện diện hôm nay nữa là có quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tôn giáo bạn, những người đang sinh sống trên đất Bái Đô, quý vị cũng đến đây vì tình liên đới xóm làng. Các ngài cũng đến để hiệp thông thánh lễ, cầu nguyện cho dân làng nói chung và cách riêng cho giáo xứ Bái Đô. Đây. À, kính thưa quý cha, đúng là ơn lành Chúa ban cho giáo xứ chúng con. Ngày hôm qua thì chúng con đã cả dân làng tôn vinh vị thánh quan thầy xung quanh làng. Thời tiết cũng được ngài che chở, cũng là mát mẻ. Và hôm nay sau một buổi đêm mà cơn mưa xuống lại càng làm dịu hơn. Cái tiết trời oi ả, điều đó nói lên được là đúng là phúc lành. Ngang qua lời truyền cầu của thánh nhân, chúng con đã cầu nguyện với ngài và ngài đã nhận lời. Và hôm nay quý cha về rất là đông đủ, cũng như là quý vị về rất là đông đủ. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Giờ đây con xin kính mời quý cha hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Có rất nhiều tràng vỗ tay, nhưng vẫn còn thiếu một tràng vỗ tay lớn. Đó là chúc mừng cha xứ và giáo xứ Bái Đô ngày hôm nay trong ngày lễ bổn mạng. Bởi vì cha xứ nói đến chúng tôi là những người ở các giáo xứ khác hôm nay về với Bái Đô. Nhưng nếu không có được sự đồng ý của cha xứ, của anh chị em thì chúng tôi cũng không về nổi. Vì thế cho nên là một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cha xứ và giáo xứ trong ngày hôm nay. Đúng là ông Thánh Gioan Bautista làm phép lạ. Đấy, mà chính ngày năm nay cũng có sự di chuyển. Trước thì ở trong khuôn viên nhà thờ, bây giờ là ngài đứng ở ngoài kia, ngài nhìn vào. Đấy, nó phải có sự đổi thay, canh tân một chút để trông nó có, để nó hoành tráng và đẹp mắt và cũng là ý nghĩa. Biết là chiều hôm qua giáo xứ đã có một cuộc cung kinh thánh quan thầy vùng quanh làng, cũng rất là mát. Đêm qua Chúa lại cho một ít mưa xuống nữa, lại càng thời tiết lại càng dịu mát hơn. Có lẽ Bái Đô năm nay mừng lễ quan thầy cũng là rất là hợp thời tiết. Còn trước đây thì lúc thì mưa, lúc thì nắng, cũng là rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thế nhưng mà năm nay Chúa thương qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Bautista, quan thầy của giáo xứ, Chúa đã ban ơn cho chúng ta mỗi người. Thế và hôm nay tôi về với giáo xứ Bái Đô. Có lẽ tôi cũng là cái người cũ nhất ở Bái Đô này, trừ cha xứ và bản hương của chúng ta thôi. Còn tôi là cái người cũ nhất ở đây. Đấy, chả thay đổi được cái gì cả mà chỉ có cũ đi thôi. Không sao hết, thời gian mà. Thì hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Cùng bộ giáo hội chỉ có 3 thánh lễ sinh nhật thôi, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Gioan. Thì một trong 3 lễ sinh nhật thì Bái Đô chúng ta có một thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Chúng ta hãy cùng nhau để tạ ơn Chúa. Thánh Gioan Bautista đã đồng ý để làm bổn mạng cho giáo xứ chúng ta. Trước đây là giáo họ và thánh nhân vẫn luôn luôn đồng hành với con dân giáo xứ Bái Đô và vẫn luôn bầu cử cho con dân Bái Đô trước mặt Chúa. Hôm nay chúng ta hãy tạ ơn Chúa và biết ơn Thánh Gioan Bautista, biết bao nhiêu những ơn lành Chúa xuống cho giáo xứ chúng ta qua lời truyền cầu của thánh nhân. Và chắc chắn là có bao nhiêu người nữa ở Bái Đô này chúng ta cũng nhận Thánh Gioan Bautista làm bổn mạng. Vậy ngày lễ hôm nay chúng ta vừa chúc mừng cho cả giáo xứ nói chung và cũng chúc mừng cho tất cả những ai cũng nhận Thánh Gioan Bautista làm bổn mạng. Một tràng vỗ tay nữa để chúng ta chúc mừng giáo xứ Bái Đô và những người nhận thánh nhân làm quan thầy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em.
Vâng, kính thưa anh chị em, mỗi một năm chúng ta có một ngày lễ thật là đặc biệt, đó là lễ Quan Thầy, thần hoàng làng của giáo xứ chúng ta là Thánh Gioan Baptista. Mỗi một năm chúng ta có dịp để đến với thánh nhân một cách đặc biệt, để cùng với thánh nhân chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ. Rồi cùng với thánh nhân chúng ta cũng soi lại chúng ta mỗi người khi đã nhận thánh nhân làm Quan Thầy, để chúng ta cũng thấy được tình trạng đời sống đức tin của chúng ta thiếu cách nào. Chúng ta xin thánh nhân bầu cử để xin Chúa thương bù đắp cho chúng ta. Còn tất cả những gì là tốt lành chúng ta cũng xin Chúa thánh hóa để mỗi ngày một tốt lành hơn. Vậy để lời tạ ơn, lời cầu nguyện được xứng đáng dâng lên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Baptista, mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tất cả những thiếu sót lầm lỗi của chúng ta, xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi lên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây, Đức Chúa lại lên tiếng, Người là đấng nhào lặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Ra-cốp về cho Người, và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên, tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta, để tái lập các chi tộc Ra-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, lạy ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Ngài dựng nên con, ôi sao kỳ diệu biết bao. Do lòng con, chính Chúa biết rõ từ xa, khi đứng ra hoặc là con người giữa nhà. Lắm hay đi, thiên đình Ngài trông xem hiểu rõ, mọi ngõ đường con bước Ngài quen. Tặng phù con, chính Chúa đã ban tạo nên, trong mẫu thân hình hài của Ngài tác thành, dựng nên con thật diệu kỳ, tri ân Ngài mãi.
đại thánh. Này hồn con, chính Chúa biết rõ mười mươi. Xương cốt con thì Ngài không lạ lẫm gì. Từ khi con được thành hình trong nơi ẩn giấu, được thêu dệt trong đất thẳm sâu. Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi đến Antiochia miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đờ đường và nói: Sau khi truất phế vua Saul, Thiên Chúa đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị dân Israel. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi đến chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưới ông lại mở ra, ông nói được và ca tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy đã được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Kính thưa cùng đoàn phục vụ, từ khi tôi còn rất nhỏ, mỗi một năm lễ quan thầy của giáo họ Bái Đô ngày đó vẫn còn nhà thờ cũ cơ. Mỗi một lần lễ quan thầy thì tôi đều đi lễ hết. Thế nhưng mà từ ngày đó cho đến bây giờ, theo tôi cảm nghiệm và nhận xét, thì chưa có năm nào bây giờ là giáo xứ Bái Đô rồi mừng lễ quan thầy long trọng như năm nay. Mỗi một dịp lễ Thánh Gioan, chúng ta lại được nghe bài hát trong tất cả những người nam được sinh ra bởi lòng mẹ thì không có ai trọng như Gioan, tiền hô của Chúa Ngôi Hai. Trong cuộc sống con người, nếu chúng ta được người khác khen thì là vui, là hạnh phúc. Tuy nhiên con người khen nhau nhiều khi tâng bốc quá, nó không đúng với sự thật. Chúng ta được khen nhưng mà chúng ta cũng phải xem xét xem người ta khen mình có đúng không. Nếu giả sử như người ta khen mình mà không đúng, mà mình cứ nghĩ là thật, thì thật là nguy hiểm. Thánh Gioan không chỉ được người đời khen, nhưng mà được chính Chúa Giê-xu khen Ngài. Trong tất cả những người nam sinh bởi lòng mẹ thì không có ai trọng bằng Thánh Gioan. Vậy thì tại sao Thánh Gioan được Chúa Giê-xu khen là trọng nhất? Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Thánh Gioan có nhiều nhân đức. Tuy nhiên, có một nhân đức trội vượt mà tôi nghĩ rằng cái nhân đức ấy chính là nhân đức căn bản quan trọng để Chúa Giê-xu khen Thánh Gioan là người trọng nhất. Đó là Ngài sống đức khiêm nhường. Ngài sống đức khiêm nhường tức là Ngài sống, học và thực hành trong trường học của Thầy Giê-xu. Chúa Giê-xu khi mời gọi các tông đồ đến với mình thì Ngài mời gọi thế nào? Tất cả hãy đến với ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Thánh Gioan đã học ở vị Thầy là đấng khiêm nhường, đã học trong trường học của Thầy Giê-xu và sống cái bài học ấy một cách triệt để. Chính vì thế Ngài được nên cao trọng. Trong bài Kinh Magnificat, Đức Maria đã ca lên: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Vậy thì Thánh Gioan khiêm nhường như thế nào? Ở đây tôi chia sẻ mấy khía cạnh. Khi người ta đến, người ta hỏi Thánh Gioan, Ngài là ai? Thì Thánh Gioan trả lời như thế nào? Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa đường Chúa, hãy dọn đường cho Chúa. Cái tiếng chỉ là cái tiếng thôi. Càng sống trong cuộc sống xã hội hiện đại, chúng ta thấy có nhiều thứ tiếng. Có những thứ tiếng nó làm cho chúng ta nhức đầu nhức óc, như là gì? Khủng bố chúng ta. Cái tiếng không ăn thua gì cả. Cái tiếng nó chẳng có ý nghĩa gì. Giống như là trên thành phố, đến giờ mà người ta đến dọn rác thì bao giờ có cái kẻng keng 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 keng, để gì? Những người nào có rác ở trong nhà thì mang đi để vứt cho nhà mình nó sạch sẽ. Thánh Gioan là tiếng kêu để mời gọi người ta hãy sửa soạn, biến đổi, cải hóa tội lỗi để trở về với Chúa. Chúa Giêsu chính là lời. Lời xuất hiện thì tiếng gì? Im đi. Lời hằng sống, lời ban bình an, lời chữa lành, lời cứu độ. Ngài nhận mình là tiếng mà thôi. Điểm thứ hai, khi người ta hỏi Thánh Gioan, Ngài có phải là đấng phải đến hay không? Tại vì dân chúng coi mình, coi Thánh Gioan như là một vị cứu tinh sẽ đến. Và Thánh Gioan trả lời cho dân chúng cũng đầy khiêm nhường. Tôi rửa anh em bằng nước, nhưng mà có đấng đến sau tôi, đấng ấy có trước tôi, quyền phép hơn tôi. Còn tôi thì tôi không xứng đáng cúi xuống mà cởi quai dép cho người. Trong cuộc sống của chúng ta, khi nào chúng ta bảo người khác mày có mà xách dép cho tao không đáng? Khi chúng ta khinh bỉ người nào, khi chúng ta coi thường ai, thì chúng ta nói mày không đáng xách dép cho tao. Thánh Gioan đã nhận mình cúi xuống mà cởi dây dép cho Chúa Giêsu cũng không xứng đáng, thật là khiêm nhường. Thế rồi trong cuộc sống này, ai cũng như ai thôi, mong muốn có người nọ người kia đến với mình, càng trở thành thân cận thì càng tốt, có nhiều bạn thì càng vui, có 1.000 người bạn thì vẫn là ít, có 1 kẻ thù thì quá nhiều rồi. Thánh Gioan cũng có những người đồ đệ thân tín bạn hữu, thế nhưng mà Ngài không dành riêng họ cho mình, Ngài không giữ họ cho chính Ngài, nhưng mà Ngài hướng họ, giới thiệu họ đến với Chúa Kitô. Bằng chứng là Gioan đã có Thánh Andrê, Thánh Gioan tông đồ cũng là đồ đạ đệ của Thánh Gioan Bautista, nhưng mà Ngài giới thiệu các ông đến với Chúa Giêsu thế nào? Đây mới là chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Và từ đó đồ đệ của ông đã bỏ ông mà đến với Chúa Giêsu làm môn đệ của Chúa Giêsu. Một người khiêm nhường mới có thể thực hiện được như thế. Vì trong cuộc sống chúng ta xem truyền hình, ca nhạc, điện ảnh, chúng ta thấy chúc mừng em đã về đội của chị, chúc mừng em đã về đội của anh. Đội của mình càng đông thì càng gì? Càng quý. Trong cuộc sống thường ngày này chúng ta cũng thấy rằng chúc mừng ông nha, ông đã về phe chúng tôi. Chúc mừng bà nha, bà đã về dây chúng tôi. Dây dở phe cánh, cứ phe này mạnh thì gì nhỉ? Chết nhiêu diệt phe kia.
Thánh Gioan không giữ lại những người ấy cho mình, mà Ngài nghĩ rằng Ngài chỉ là một cái cầu để hướng người ta, dẫn người ta, đưa người ta đến với Chúa Kitô mới là nguồn sống, nguồn vui, nguồn hy vọng đích thực. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan đã sống khiêm nhường như lời Ngài nói. Ngài khẳng định: tôi phải nhỏ bé đi, còn Chúa Giêsu Ngài phải gì? Ngài phải lớn lên. Cái người dọn đường chỉ làm cái vai trò của mình khi cái người quan trọng, cái người chính chưa đến. Còn khi cái người chính, cái nhân vật chính đến rồi thì cái người dọn đường phải lui đi. Thánh Gioan đã nhận đúng cái vai trò của mình khi nói Chúa Giêsu phải lớn lên, còn tôi thì tôi phải nhỏ bé đi trong bóng tối. Kính thưa cộng đoàn, đã khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi Chúa phải lớn lên trong cuộc đời của tôi như thế nào, để tôi dần dần tôi nhỏ bé đi? Hay là trong cuộc sống này, ngay bây giờ chúng ta nhìn vào trong khâm sâu của lòng mình, chúng ta quá lớn, Chúa bé đi, khéo khi không còn một cái chỗ nào trong cuộc đời của chúng ta nữa. Chúa nhỏ đi, chúng ta lớn lên. Hay là chúng ta cũng tìm đủ mọi cách thức, ngay kể cả những cái thủ đoạn xấu xa để làm cho chúng ta lớn lên, còn tha nhân thì gì nhỉ? Nhỏ bé đi, hay là không còn đất mà sống nữa trong cái sự cạnh tranh. Rất là vui, đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới về với giáo xứ Bay Đô. Nhiều nơi người ta mở rộng khuôn viên đất đai nhà thờ, hay là xây dựng nhà mục vụ, nhà giáo lý, hay xây dựng nhà thờ, thì nhà thờ hay là đất đai, khuôn viên nhà thờ, nhà mục vụ lớn lên, to lên, thì nhà giáo dân nhỏ đi, tức là phải đóng góp rất nhiều. Nhưng riêng Bay Đô thì lại khác. Khuôn viên nhà thờ mở rộng, nhà mục vụ đang xây lớn, tượng Thánh Gioan cũng lớn, từ gì nhỉ, từ tượng xi măng mà ông Thư ông đắp hay sao ở bờ ao đây, bây giờ trở thành gì, tượng đá cao to gấp mấy lần. Giáo xứ chúng ta đang lớn lên, nhưng mà con dân của Bái Đô thì không gì, không nhỏ đi. Nhà cửa lại gì, mỗi một ngày một gì, lớn lên, to ra, cao lên. Đấy là ơn của Thánh Quan Thầy. Tuy nhiên, giáo xứ của chúng ta đang lớn mạnh, nhà cửa mỗi một gia đình đang lớn lên rộng ra. Nhưng mà chúng ta phải xin với Thánh Gioan để lòng tin của chúng ta, lòng yêu mến của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta mỗi một ngày một lớn lên, để dẹp cái tính ích kỷ nhỏ nhen bảo thủ của chúng ta, nó phải nhỏ bé đi dần dần. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta.
Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, gửi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xương có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Đức Kitô ngự đến cứu độ trần gian. Trong niềm hân hoan mừng sinh nhật của vị tiền hô, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin. Ta đã làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, như Thánh Gioan, hội thánh cũng có sứ mạng giúp nhân loại nhận biết Đấng Cứu Thế là ánh sáng muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Con trẻ này rồi sẽ lên thế nào? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn biết lưu tâm chuẩn bị tương lai cho con cái, vừa lo cho học chữ, học nghề, vừa lo cho chúng biết Chúa, biết đạo và sống đạo. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ biết dùng đời sống bác ái, khiêm nhường, hiền hòa và phục vụ vô vị lợi mà giới thiệu Chúa cho những người chưa có niềm tin. Chúng con cầu xin Chúa. Trong ngày mừng lễ quan thầy giáo xứ, ngang qua lời truyền cầu của vị thánh quan thầy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình và từng người trong giáo xứ chúng ta ơn bình an, hiệp nhất và nhận được những ơn cầu xin khi chạy đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa hướng dẫn toàn thể lịch sử cũng như mỗi cá nhân theo ý định khôn ngoan và đầy yêu thương. Xin vui nhận những ước nguyện chúng con dâng lên Chúa trong ngày sinh nhật của vị tiền hô. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài mà yêu mến Chúa hết lòng và trung thành chu toàn nhiệm vụ Chúa giao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vị tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi Người sắp đến và giới thiệu khi Người xuất hiện, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan Tiền Hô. Cha đã thánh hiến Người và cho Người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra, Người đã nhảy mừng khi đứng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, Người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, Người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh thể để thánh hóa mọi người. Sau cùng, Người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Chúa ơi, Chúa ơi. Vì
vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Gioan Baptista và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và hạ sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con, lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa Giêsu Kitô con sắp rước mình vào máu Thánh Chúa con mình và sẽ sửa lại những điều gì?
Đây trên Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc trên Thiên Chúa. Xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả biết nhận biết rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được tái sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Bái Đô. Chúng con hết lòng cảm ơn Cha quản hạt, quý Cha đồng tế vì tình yêu mến mà quý Cha đã về hiệp dâng thánh lễ trong ngày mừng thánh quan thầy của giáo xứ chúng con. Chúng con nổ một tràng vỗ tay để cảm ơn quý Cha. Xin hết lòng cảm ơn em quý khách, tức là các con dâu đi làm ăn xa hôm nay cũng về hiện diện với cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Và con xin cảm ơn quý vị quý khách tôn giáo bạn vì tình yêu mến và tình liên đới dân làng hôm nay cũng quý vị cũng đến để chung chia niềm vui với giáo xứ của chúng tôi. Chúng tôi hết lòng cảm ơn và chúng ta nổ một tràng pháo tơi thật lớn để cảm ơn nhau. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.